xem vận hạn tuổi Mậu Tuất năm 2019 nam mạng có sao Thái Âm chiếu mạng và gặp phải hạn Diêm Vương. Sao chiếu mệnh của người sinh năm 1958 Mậu Tuất chủ về tài lộc, đây còn được gọi là một tài tinh. Còn hạn tuổi lại mang những ý nghĩa khác nhau khi bạn tiến hành những công việc khác nhau. Xem tử vi tuổi Mậu Tuất nam mạng năm 2019 Kỷ Hợi có được vận niên hầu thực quả rất tốt, cùng với đó là ngũ hành đi vào tương trợ. Hai yếu tố này sẽ giúp vận mệnh tuổi Mậu Tuất 2019 luôn được hanh thông và thuận lợi. Đặc biệt là tử vi năm 2019 tuổi Mậu Tuất nam mạng có tiểu vận đi vào vương địa, giúp cho bạn có nhiều tài lộc và thuận lợi trong cuộc sống, cùng với đó là những cát lộc về làm ăn và công việc. Y tử vi Mậu Tuất 1958 năm 2019 nam mạng mạng, bình địa một cây sát đất sao, thái âm, may mắn, phúc lộc tốt hạn, diêm vương, bệnh đường máu huyết vận niên, hầu thực quả, khỉ ăn trái, tốt thiên can, mậu gặp kỷ, bình hòa, thuận thành địa chi tuất gặp hợi, bình hòa, thuận thành xuất hành, ngày mùng 1 Tết, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, giờ địa phương, đi về hướng Bắc để đón tài thần, đi về hướng Đông Nam để đón hỷ thần màu sắc, hợp màu, đen, xanh, kỵ màu, đỏ, vàng ai ai. Tổng quát tử vi tuổi Mậu Tuất nam mạng một, con người, tính cách quý bạn tuổi Mậu Tuất là người hiền lành, ít nói, đôi lúc trở nên yếu đuối, rụt rè, thiếu khí chất của đấng nam nhi, bởi đa phần đều được người thân bảo bọc từ nhỏ đến lớn. Mọi việc đều có người định liệu sắp xếp, vào đời với điều kiện thuận lợi, dù làm ít vẫn hưởng được nhiều. Nói chung, quý bạn kém sức phấn đấu, không dám mạo hiểm hay tự quyết đoán nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt đẹp. Ngoại trừ thời thế tạo anh hùng, từ một người non kém bỗng trở nên dai dạn, cứng cỏi. 2. Sự nghiệp, tiền tài với cuộc sống an hòa, xuôi thuận. Quý bạn dễ sa vào các cuộc vui chơi vô bổ, buông thả tâm tình làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình vốn ấm êm, hạnh phúc. Xem chi tiết tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2019 nam mạng 1, sao chiếu mệnh tử vi Mậu Tuất 2019 nam mạng năm nay quý bạn gặp sao Thái Âm chiếu mạng. Công việc hay học hành gặp nhiều may mắn, có nhiều cơ hội tốt để thành công. Sao Thái Âm thuộc hành kim, đối với mạng kim, trong thuận lợi cũng ẩn chứa sự rủi ro, nếu anh ở không ngay chính. Thái Âm rực rỡ cung hằng tháng 9 tiền bạc dư anh để dành tháng 10, 11 hạn hành tránh 2 tháng ấy mới lành bản thân. 2. Hạn tuổi tử vi năm 2019 tuổi Mậu Tuất nam mạng năm nay quý bạn mắc phải với hạn Diêm Vương, bất lợi về đường máu huyết, cần quan tâm đến tim mạch, huyết áp và các bệnh lây nhiễm qua đường máu. Ngoài ra, lái xe cẩn thận phòng tai nạn phạm thân, gây đổ máu. 3. Tứ trụ tử vi tuổi Mậu Tuất nam mạng năm 2019 về tứ trụ. Với thiên lợi, địa lợi, xuất hành đi xa làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn. Tất cả các công việc làm ăn đều đem lại lợi nhuận. Có quý nhân giúp đỡ, gia đạo có nhiều chuyện vui may thêm người trong gia đình hay có hỷ tín cưới xin. 4. Vận niên tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 năm 2019 năm nay quý bạn có vận niên hầu thực quả là hình tượng khỉ được thỏa sức tự do ăn hoa quả. Năm nay sẽ gặp được nhiều may mắn, có những công việc bị ách tắc từ thời gian trước thì đến nay lại gặp được cơ hội giải quyết dứt điểm. Đường công danh như rồng gặp mây, cứ thẳng bước tiến mặc cho có người ghen tị, gây khó dễ. Kinh doanh buôn bán thuận buồm xuôi gió, thi cử dễ đoạt được kho bản. Tình duyên hay bị nghi kỵ, ghen bóng, ghen gió, nên giữ mình cẩn thận và thủy chung. Phối hợp xem tử vi 2019 tuổi Mậu Tuất nam mạng trên đứng về mặt ngũ hành để luận giải. Năm nay can kỷ thuộc âm, ngũ hành hợp thổ. Hậu vận là thiếu gốc, thổ vận bất cập. Đối với quý bạn, mạng một gặp năm một là tương trợ. Sao hạn và vận niên đều tốt cho thấy quý bạn được hưởng thiên thời địa lợi cho nên mọi việc làm ăn gặp nhiều may mắn. IV, luận vận hạn tuổi Mậu Tuất năm 2019 nam mạng về mặt tử vi 1, cung đặt mệnh tử vi Mậu Tuất nam mạng 2019 tiểu vận đi vào vương địa cho thấy một năm công việc làm ăn gặp nhiều may mắn. Đại hạn 10 năm, từ năm 3 đến 62 tuổi, có nhiều hỷ, tài tinh, là thời kỳ phát đạt bình an. Nhờ đại hạn tốt nên tiểu hạn tốt cho nên tất cả mọi việc đều gặp may mắn và có lộc về làm ăn. 2. Cung tiểu hạn tử vi năm 2019 tuổi Mậu Tuất nam mạng năm nay đóng tại cung tiểu vận có đào hoa, thiên khôi, thiếu dương, thiên không, phi lim, dưỡng đây là bộ sao tốt chủ về trong nhà có tin vui về con cái tuy nhiên không nên đầu tư tiền bạc vào làm ăn,
chú ý sức khỏe không được tốt. 3. Cung Tam Hợp tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2019 nam mạng tại cung Tam Hợp có Hồng Loan, Nguyệt Đức, Thanh Long, Phúc Đức, Tử Phụ, Lâm Quan, Thiên Việt, Thiên Đức, Thiên Trù. Đây là bộ sao tốt chủ về có tin vui về đường con cái hay có hỷ tín trong nhà. Ngoài ra còn có bộ sao xấu như Thiên La, Tử, Tuần, Kiếp Sát, Phục Binh, Trịch. Đây là bộ sao chủ về công việc làm ăn không được tốt, chú ý mất mát của cải tiền bạc. 4. Cung Xung Chiếu tử vi tuổi Mậu Tuất nam mạng năm 2019 tại cung Xung Chiếu có Lộc Tồn, Bác Sĩ, Long Đức, Lưu Hà, suy. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài có lộc, về tiền bạc ốm đau bệnh tật thì nhanh khỏi. Tổng hợp các yếu tố trên về phương diện ngoại giao và việc làm, đối với tuổi Quý bạn thì năm Kỷ Hợi là một năm tương đối tốt, nên đầu tư buôn bán thì sẽ thu lại được nhiều lợi nhuận, và các mối làm ăn về phương diện tài chính, tiền bạc hanh thông. Có lộc về làm ăn buôn bán, về phương diện tình cảm có tin vui về thêm con thêm cháu trong gia đình. Về phương diện sức khỏe, trong năm nay quý bạn nên chú ý sức khỏe và bệnh về tuổi già. Nhìn chung, tử vi Mậu Tuất năm 2019 nam mạng thì quý bạn được hưởng thiên thời địa lợi, cho nên tất cả mọi việc làm ăn đều gặp nhiều may mắn. Trong năm nay quý bạn nếu đầu tư kinh doanh buôn bán thì gặp nhiều các lợi và có lộc về tiền bạc. Các tháng tốt nhất trong năm 2019 đối với tuổi Mậu Tuất nam mạng là tháng 3, tháng 5, tháng 8 âm lịch. Đây là các tháng tốt nhất để cho tuổi Mậu Tuất làm mọi việc vật phẩm phong thủy hộ thân. Đối với tuổi Mậu Tuất nam mạng trong năm 2019, để tăng cường các khí cho sao thái âm thì nên đeo các trang sức đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, thạch anh tóc tiên đen, hoặc đá mã não xanh dương, đá thanh kim xanh đậm, hoặc dùng màu trắng thuộc hành kim để kim sinh thủy càng thêm tốt, như đeo đá quý màu trắng như thạch anh trắng, vòng bạc. Hay nên dùng sim phong thủy có ngũ hành thủy hoặc mộc để tăng vận khí của bản thân. Vi luận tử vi Mậu Tuất 1958 năm 2019 nam mạng theo các mùa 1. Xem tử vi Mậu Tuất 2019 nam mạng trong mùa xuân, tháng giêng, đầu năm vui xuân cùng gia đình và có nhiều tin vui đưa đến tháng 2. Tháng này quý bạn nên chú ý sức khỏe không được tốt, xe cộ nên chú ý. Tháng 3 có lộc về tiền bạc, công việc gặp nhiều may mắn, có quý nhân giúp đỡ. Hai, xem bói tuổi Mậu Tuất 2019 nam mạng vào mùa hạ, tháng 4, tháng này quý bạn nên chú ý bệnh về xương khớp và trong nhà có tin buồn. Tháng 5, xuất hành đi xa gặp nhiều may mắn, tuy nhiên chú ý trộm cắp, giao kéo. Tháng 6, chú ý về đường ăn uống nên đầu tư tiền bạc vào công việc làm ăn. 3. Xem tử vi tuổi Mậu Tuất nam mạng năm 2019 trong mùa thu, tháng 7, trong nhà thiếu hòa khí, công việc làm ăn thì không được tốt. Tháng 8, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở hay công việc phải đi lại nhiều. Tháng 9, tiền bạc tuy có nhưng chi tiêu hết vào công việc và đi lại. 4. Xem tử vi Mậu Tuất năm 2019 nam mạng trong mùa đông, tháng 10, sức khỏe không được tốt, có bệnh về huyết áp và công việc làm ăn kém. Tháng 11, tất cả mọi việc làm ăn đều gặp nhiều thuận lợi. Tháng chạp, tiền bạc tiêu pha nhiều, quý bạn nên chú ý đường ăn uống tiêu hóa kém. We'll be right back.